Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta học giáo lý về Kinh Tinh Kính, mục cuối cùng của Kinh Tinh Kính đó là Tôi Tinh Hằng Sống Vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những người lành và người dữ đã chết trước ngày tận thế, họ đã chịu phán xét riêng, thế thì số phận họ thế nào trong ngày phán xét chung? Và những người đang sống đến ngày tận thế, họ sẽ chết và chịu phán xét chung như thế nào? Tất cả họ được sống lại không? Đó là những vấn nạn mà người Kitô hữu của chúng ta ai cũng phải đặt ra vấn đề, và chúng ta hiểu như thế nào về giáo lý này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết chúng ta hiểu thế nào là phán xét riêng. Mỗi người sau khi chết, lãnh nhận trong tâm hồn bất tử của mình sự trả công muôn đời cho mình trong cuộc phán xét riêng. Cuộc phán xét đó quy chiếu đời sống của họ với Đức Kitô, để họ hoặc phải trải qua việc thanh luyện nơi luyện ngục, hoặc họ lập tức được vào hưởng vinh phúc trên trời là thiên đàng, hoặc họ lập tức bị luận phạt muôn đời trong hỏa ngục. Vậy trước hết, thiên đàng là dành cho những ai? Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên Chúa và những ai được thanh luyện trọn vẹn thì được sống muôn đời với Đức Kitô. Muôn đời họ sẽ giống như Thiên Chúa, bởi vì họ thấy Ngài như Ngài là. Mặt giáp mặt, đời sống trọn hảo này với ba ngôi chí thánh, việc hiệp thông sự sống với Ngài, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thiên thần và tất cả các thánh được gọi là thiên đàng. Thiên đàng là mục đích tối hậu và là sự hoàn thành các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh viễn. Còn luyện ngục dành cho những ai? Sách Giáo lý Hội Thánh dạy, những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng. Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là luyện ngục. Sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt trong hỏa ngục. Truyền thống của Hội Thánh dựa trên một số văn bản của Thánh Kinh nói đến lửa thanh luyện, đó là đối với một số tội nhẹ, phải tin là trước phán xét chung có lửa thanh luyện, theo điều đấng là chân lý đã nói rằng nếu ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần, người đó sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Trong lời đó, chúng ta có thể hiểu là một số tội có thể được tha ở đời này, còn một số tội có thể được tha ở đời sau. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1030 đến 1031. Và cuối cùng, hỏa ngục là dành cho những ai? Sách Giáo lý Hội Thánh dạy rằng, chúng ta không thể được kết hiệp với Thiên Chúa nếu chúng ta không tự nguyện yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta không thể yêu mến Ngài nếu chúng ta phạm tội trọng chống lại Ngài, chống lại những người lân cận của chúng ta, hoặc chống lại chính chúng ta. Lời Chúa nói rằng, kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân, và anh em biết không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Vì vậy mà Chúa chúng ta cảnh báo rằng chúng ta sẽ bị tách biệt khỏi người nếu chúng ta bỏ qua, không đáp ứng những nhu cầu cần thiết của người nghèo, của những người bé mộng, là những anh em của người. Chết trong tội trọng mà chúng ta không thống hối và không đón nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa có nghĩa là chúng ta đã bị tách biệt khỏi Ngài đến muôn đời vì sự chọn lựa tự do riêng của chúng ta. Tình trạng chính mình tự loại mình cách vĩnh viễn như vậy khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và các thánh được gọi bằng từ là hỏa ngục.
Cho nên Chúa Giêsu thường nói về lửa không hề tắt của hỏa ngục dành cho những ai cho đến chết mà vẫn không tin và không chịu hối cải. Ở đó cả linh hồn và thân xác có thể bị hư mất. Chúa Giêsu đã dùng những lời nghiêm khắc loan báo rằng con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người rồi quăng chúng vào lò lửa. Matthew chương 13 câu 41 đến câu 42. Và chính Chúa Giêsu cũng công bố lời kết án rằng quân bị quyền sủa kia đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời. Vì vậy mà kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo lý của Hội Thánh Công Giáo khẳng định rằng có hỏa ngục và tính vĩnh cửu của hỏa ngục. Linh hồn của những kẻ chết trong tình trạng tội lỗi ngay sau khi chết sẽ xuống chịu hình phạt hỏa ngục và chịu lửa muôn đời. Hình phạt chủ yếu của hỏa ngục cốt tại ở việc là muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa, đấng mà chỉ nơi Ngài con người mới có thể có sự sống và sự sống vinh phúc. Đó là mục đích của việc con người được tạo dựng và là những điều con người hằng khát vọng. Cho nên những khẳng định của Thánh Kinh và đạo lý của Hội Thánh về hỏa ngục là lời kêu gọi lãnh trách nhiệm qua đó con người phải sử dụng tự do của mình liên quan đến số phận đời đời của mình. Đồng thời là lời kêu gọi khẩn thiết phải hối cải. Hãy qua cửa hẹp mà vào vì cửa rộng là đường thênh thang thì đưa đến diệt vong. Mà nhiều người lại đi qua cửa đó. Còn cửa hẹp là đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Vì vậy mà kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục. Điều này đòi sự tự ý thù ghét Thiên Chúa và cố chấp tình trạng đó đến cùng tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Hội Thánh trong phụng vụ thánh thể và kinh nguyện hằng ngày của các tín hữu khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, đấng không muốn cho ai phải diệt vong nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Như vậy rõ ràng kính thưa quý ông bà và anh chị em, những người ở trong hỏa ngục ngày sau không sống lại để mà chịu phán xét chung đâu, mà họ sẽ không có sự sống lại vĩnh hằng và muôn đời. Và dĩ nhiên ngày tận thế họ cũng sẽ không sống lại được nữa. Bây giờ kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta tìm hiểu cuộc phán xét cuối cùng là gì, tức là đến ngày tận thế. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng việc phục sinh của tất cả người đã chết, người lành cũng kẻ dữ, đi trước cuộc phán xét cuối cùng này. Đó sẽ là giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng con người và sẽ ra khỏi đó. Ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Có nghĩa rằng lúc đó Đức Giêsu sẽ đến trong vinh quang của người và tất cả các thiên sứ theo hầu. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải còn dê đứng bên trái. Thế là họ ra để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính đi đến hưởng sự sống muôn đời. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1038. Vậy ước gì kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi lần chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính rằng tôi tin hằng sống vậy, có nghĩa rằng khi chúng ta chết chúng ta chịu phán xét, những người chịu phán xét riêng. Nếu họ bị xuống hỏa ngục, có nghĩa rằng họ sẽ chết đời đời. Đến ngày tận thế, họ sẽ không sống lại để chịu phán xét chung. Còn những người đang sống và những người ở trong luyện ngục, đến ngày tận thế, họ sẽ chịu phán xét chung, hoặc là họ sẽ được sống lại, hoặc là họ sẽ chết đời đời. Kính chào quý ông bà và anh chị em.